Quý vị vẫn đang dự ban tầng của Việt Mỹ Television và ngay sau đây Phương Nguyên xin mời quý vị đến với bản tin Hoa Kỳ cùng với sư ngôn viên Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, ông Wilbur Ross trở thành bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ. Theo AFP, nhà đầu tư 79 tuổi Wilbur Ross vừa vượt qua ải ở Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu tối ngày 27 tháng 2 với 72 thiếu thuận và 27 phiếu chống. Như vậy, ông đã có được sự ủng hộ từ cả một số thượng sĩ bên đảng Dân Chủ. Tỷ phú Ross được biết đến như là một người ủng hộ giao thương, đúng đúng lý đúng tình. Ông được Tổng thống Donald Trump lựa chọn như, như một trong những trụ cột quan trọng trong việc xây dựng chính sách kinh tế của Mỹ. Khi chọn lựa ông Ross, Tổng thống Trump ca ngợi đó là người biết giúp cho các doanh nghiệp thành công. Trong buổi điều trần tại Ủy ban chuyên môn của Thượng viện Mỹ, Ngày 18 tháng 1 vừa qua, tỷ phú Ross đã chinh phục được những người chất vấn và vào lúc đó, các nhà quan sát biết rằng việc bỏ phiếu phê chuẩn ông sẽ ổn thỏa hơn so với các vị trí đề cử khác của tổng thống Trump. Ông Trump cáo buộc ông Obama đứng sau các vụ rò rỉ thông tin. Trong một tuyên bố vừa được ông Trump đưa ra trong chương trình Fox and Friends của đài truyền hình Fox News vào ngày 27 tháng 2 theo giờ địa phương, ông Trump đã quy chụp cho người tiền nhiệm đã chỉ đạo các cuộc biểu tình chống đảng Cộng hòa trên khắp nước Mỹ. Tôi nghĩ là ông ta đứng đằng sau nó, ông Trump trả lời câu hỏi của nhà báo Fox News, đó là chính trị và đó là cách nó vận hành. Khi được hỏi về những vụ rò rỉ thông tin mật trong suốt một tháng qua, Tổng thống Trump tiếp tục hướng mũi tên về người tiền nhiệm ai mà biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra đằng sau. Mà tôi nghĩ ông Obama đứng đằng sau vụ này bởi người của ông ta chắc chắn ở sau đó. Một vài vụ rò rỉ có thể từ nhóm này mà ra. Điều này rất nghiêm trọng bởi những người như vậy không phải là điều tốt đẹp gì cho an ninh quốc gia. Nhưng tôi hiểu đây là chính trị và có thể sẽ còn tiếp diễn, ông Trump bình luận. Ông Trump không nói đã dựa vào cơ sở nào để bảo vệ cho cá buộc của mình đài truyền hình CNN đã liên hệ với văn phòng của ông Obama để bình luận về sự việc. Theo CNN, các, ngoài các vụ rò rỉ thông tin đã quá rõ, trong thời gian qua, các tòa thị chính ở những nơi đảng Cộng hòa chiếm ưu thế còn bị bao vây bởi các cuộc biểu tình của người dân. Những sự kiện này do các tổ chức Organizing for Action, The CU và MoveOn.org và Center for American Progress phối hợp thực hiện trong đó Organizing for Action là tổ chức do ông Obama thành lập. Kính thưa quý vị, sau một bản tin khác có liên quan đến California, máy bay rơi gần khu vực dân cư. Ít nhất 4 người chết và 2 người bị thương sau khi một máy bay cỡ, cỡ nhỏ rơi xuống một khu dân cư ở Riverside, tiểu bang California, tối ngày 27 tháng 2 gây cháy lớn. Tại một cuộc họp báo, quan chức cứu hỏa Michael Moru cho biết hai ngôi nhà đã bị phá hủy khi máy bay rơi xuống. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 3 đến 5 người đang mất tích trong vụ việc này. Cục hàng không dân dân dụng liên bang tức FAA xác nhận máy bay bị rơi là một chiếc Cessna 310. Vào lúc gặp nạn, máy bay chở theo 5 người gồm hai vợ chồng ở San Jose và ba đứa con của họ. Ông Len Trujillo một phát ngôn viên của FAA cho đài NBC News biết, nơi máy bay rơi xuống là một khu vực dân cư nằm cách sân bay Riverside Municipal khoảng 800 mét. Cú rơi khiến cạnh mảnh vỡ máy bay văng ra hàng trăm mét. Nhà cửa bốc cháy với, với cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Hiện toàn bộ người sinh sống ở khu dân cư trên đã được di tản, chuẩn bị cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vẫn chỉ trích Trung Quốc trong các vấn đề thương mại đến Biển Đông, đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên với một thành viên giới lãnh đạo Trung Quốc hôm ngày 27 tháng 2. Tòa Bạch Ốc cho biết đây là cơ hội để trao đổi về các lợi ích an ninh chung và về khả năng của cuộc gặp gỡ giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Tổng thống Trump sau khi họ họp với từng cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là H.R. Master, cố gắng cấp cao đồng thời là con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner và chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc Steve Bannon. Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết nội dung thảo luận bao gồm hợp tác song phương và khả năng sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng chưa đề ra ngày cụ thể. Chuyến thăm của Dương Khiết Trì được xem là bước đi mới nhất giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực tái lập mối quan hệ ấm nồng sau khởi đầu trông gai từ chiến thắng bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn bất đồng trong khi tiêu ngân sách. Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu trước phiên họp chung của hai viện quốc hội và toàn thể nhân dân Hoa Kỳ chiếu tối hôm nay, ngày 28 tháng 2, đây sẽ là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông kể từ khi ông nhậm chức của tổng thống hồi tháng trước. Theo trong đợi, ông Trump sẽ nói về các ưu tiên dự chi ngân sách cho năm tới, trong đó sẽ tăng mạnh cho chi tiêu quốc phòng và giảm mạnh các chương trình viện trợ nước ngoài và chi tiêu nội địa. Phân tích gia John Fortier của trung tâm chính sách lưỡng đảng nói ngoài việc tăng ngân sách quốc phòng và giảm chi tiêu cho các chương trình nội địa, các nhà lập pháp cũng hy vọng sẽ nghe tổng thống nói về vấn đề cải thổ thuế và chăm sóc sức khỏe nhưng tổng thống và quốc hội do đảng cộng hòa chiếm đa số nhìn chung đồng ý với việc bãi bỏ của obamacare giảm thuế và sửa đổi luật lệ về an ninh biên giới và đó là những vấn đề sẽ gắn kết các đồng nghiệp cộng hòa với nhau trong khi đó phe dân chủ trông có vẻ ở trong tư thế sẽ chống lại nhiều sáng kiến của tổng thống trump Tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ ông Tom Peris, cựu Bộ trưởng Lao động, nói với ông Donald Trump, ông không vì nước Mỹ, ông Donald Trump, chúng tôi sẽ không cho phép những giá trị đó gây chia rẽ nước Mỹ và đó là gì những gì chúng tôi sẽ thống nhất hành động trong đảng của chúng tôi theo những giá trị của chúng tôi truyền thông Trung Quốc kêu gọi chạy đua chi tiêu quốc phòng với Hoa Kỳ sau khi tòa Bạch Ốc đề nghị tăng 10% ngân sách quốc phòng lên 603 tỷ đô la. Vào ngày 28 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản trong một cuộc họp báo vào hàng ngày vội vã lên tiếng. Chúng tôi hy vọng các chính sách và biện pháp của Mỹ sẽ không gây bất lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu. Theo Ryder, dù đổ rất nhiều tiền bạc và cầm sức trong hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, nhưng sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn không hề suy giảm và vẫn được đánh giá là mạnh nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ngũ giác đài tăng chi tiêu quân sự để tập trung vào việc đóng tàu, lắp ráp máy bay quân sự, đẩy mạnh sự hiện diện tại các tuyến hàng hải quan trọng như ở biển Hormuz và biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc cuối tuần qua công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2017 tại phiên họp thường niên của Quốc hội. Năm ngoái, chi tiêu quân sự của Bắc Kinh đạt mức 954,35 tỷ nhân dân tệ, tức là 138,93 tỷ đô la, tăng 7,6%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Trước những diễn biến trên, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh cần tăng chi tiêu quân sự thêm ít nhất 10% trong năm nay để đối phó với những chính sách của Tổng thống Trump. Mỹ là một siêu cường quân sự nhưng vẫn muốn mở rộng quân sự. Điều đó báo hiệu những bất ổn về chiến lược quốc tế không thể tránh được tờ báo viết. Kính thưa quý vị, sau một bản tin kế tiếp là tòa án liên bang yêu cầu chính quyền ông Donald Trump giải thích về sắc lệnh nhập cư vào ngày 28 tháng 2, đã hãng Reuters đưa tin tòa phúc thẩm bác yêu cầu Bộ Tư pháp tạm dừng kháng, kháng cáo sắc lệnh nhập cư tị nạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, tòa phúc thẩm yêu cầu giải thích rõ những ý định của chính quyền khi đưa ra sắc lệnh tị nạn gây tranh cãi. Trước đó, tòa phúc thẩm đã ngừng sắc lệnh tị nạn của ông Trump vào đầu tháng này trong khi vụ kiện đang tiến hành. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ sớm đưa ra một sắc lệnh mới có thể giải quyết những vấn đề mà tòa phúc thẩm lo ngại. Quyết định trên được đưa ra sau khi tòa phúc thẩm trực tiếp yêu cầu Bộ Tư pháp nộp hồ sơ, pháp lý, bào chữa cho sắc lệnh của Tổng thống. Hạn cuối trong tuần này, tuy nhiên Bộ Tư pháp đã yêu cầu tòa tạm ngưng kháng cáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác lệnh tị nạn nhập cư gây tranh cãi từ cuối tháng 1, trong đó dừng toàn bộ chương trình tị nạn trong 120 ngày và cấm công dân đến từ 7 nước Trung Đông vào Mỹ trong 90 ngày. Cũng là những thông tin liên quan đến sắc lệnh nhập cư. Ông Trump sẽ ký sắc lệnh nhập cư mới vào ngày 1 tháng 3. Tổng thống Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh hành pháp về người tị nạn và dị dân trong ngày 1 tháng 3 tới. Một ngày sau khi phát biểu trước lưỡng viện quốc hội nước này, thông tin trên được một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ cho báo The Washington Post theo hãng tin AP. Sắc lệnh mới sẽ được xem là một phiên bản khái quát hơn của các quy định cấm đi lại do Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly công bố. Tuần trước, Cố vấn Tòa Bạch Ốc Stephen Miller nói với đài Fox News rằng sắc lệnh mới sẽ có những khác biệt nhỏ về kỹ thuật so với sắc lệnh ban đầu, cũng như có kết quả chính sách cơ bản giống nhau. Ông Miller cho biết thêm, đó cũng là một phản ứng với quyết định tư pháp sau khi sắc lệnh đầu tiên của ông Trump bị một thẩm pháp liên bang ngăn chặn. Thưa quý vị, Hoa Kỳ phát triển tên lửa tầm xa đối phó Nga. Hãng tin Sputnik, tức Nga ngày 28 tháng 2 cho biết, quân đội Mỹ sẽ triển khai tên lửa tấn công chính xác tầm xa, tức LRPF, cho lục quân vào năm 2027. Các tên lửa này có khả năng xác định chính xác và phá hủy lô cốt. Các nơi tập trung trực thăng, binh lực của đối phương cùng các mục tiêu cố định khác. LRPF có tầm bắn lên tới 500 km gấp 3 lần các hệ thống hiện hành. Theo ông Dan Opoli, người phát ngôn viên văn phòng điều hành các chương trình tên lửa và không gian Mỹ, ngoài việc tăng cường năng lực tấn công, vô hiệu hóa, áp đảo và phá hủy cho các đơn vị bộ binh, và các đơn vị không lối đất. LRPF sẽ cung cấp cho các đơn vị pháo binh giả chiến năng lực tấn công tấn công sâu và xa trong liên tiếp 24 giờ. Theo trang Breaking Defense, động thái của Mỹ được đưa ra giữa bối cảnh Nga và Trung Quốc ngày càng đổ, đổ tiền đầu tư vào việc phát triển các tên lửa tầm xa và tên lửa đốt đất đối với việc phạm huy hoạt động và uy lực vượt trội các tên lửa Mỹ. Quân đội cho biết LRPF sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến, chuyến, chuyến, chiến, thực lục quân tức ATACMS do tuổi thọ của các ATACMS khiến năng lực của họ bị suy giảm cũng như chính sách loại bỏ tất cả hệ thống M39 và M39A1 ACTACMS khỏi kho vũ khí Mỹ sau năm 2018 hiện quân đội Mỹ vẫn chưa có kế hoạch bán hệ thống này cho các đối tác nước ngoài. Và các quý vị vừa rồi là những báo tin về Hoa Kỳ. Sau một số phút quảng cáo thương mại, thì xin mời quý vị đến với bản tin Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và quý vị đừng rời màn hình.